quên mất Anh ơi, thế lần âm chén khủng hoảng nhất của chị là một đêm gọi là mây nháy. Rất là khủng hoảng. Kinh điển. Mà nghĩ lại vẫn cảm thấy kiểu sợ hãi hay là sung sướng. Nghĩa là nó vẫn cảm vừa sướng nhưng mà lại vừa sợ. Nó phải vừa sướng vừa sợ, nó kiểu kinh điển kiểu cảm. Tức là sướng trong sợ hãi đúng không? Để xem nào. Kinh điển là được khoảng được 4 nháy đấy. Một đêm. Cái lúc đấy sao không hiểu sao lại khỏe thế nhở? Không hiểu sao, chắc là thứ nhất là cái cảm xúc nó mới, nó lạ. Xong thì mọi thứ nó vẫn đang kiểu trong cái tầm khám phá. Thế nên là sẽ thấy là đêm đấy nó là một đêm kinh điển. 4 nháy. Tức là hầu như là không ngủ mà cảm giác chỉ kiểu thiếp thiếp đi một tí. Xong là một lúc sau lại bị vần giận. Đó, ngục được khoảng 15 phút. Xong lại mệt quá lại thiếp một tí. Xong một lúc sau lại ngục 15 phút. Đấy, đại loại là đi. Nhưng mà cái đấy là hồi còn trẻ à? Thì tất nhiên là hồi còn trẻ rồi. Bây giờ lôi chơi. Bây giờ thì như nào? Bây giờ thì làm ở cái tuổi này rồi thì việc gì tôi cũng dám. Nhưng mà một đêm ba nháy là tiêu chí. Nhưng mà đợt đấy là mỗi hiệp là 15 phút. Tầm 15 phút. Ra thì 15 phút thì nếu như mà là một hiệp 15 phút thì nói chung là nó cũng gọi là chưa đủ gãy ngứa gì ạ. Thôi cũng tạm rồi, tạm rồi. Là sau cái thời đấy thôi đúng không? Thì bây giờ 15 phút thì thật ra là 15 phút nhưng mà thêm khoảng 15 phút dạo đầu nữa. Thì 15 phút này là 15 phút dập công. Chứ không phải 15 phút mà 14 phút dạo đầu, 1 phút dập em. Trời ơi. Khiếp, tự dưng mày tả là tao cũng là một đêm kinh hoàng đấy. Trời ơi, đúng là như thế luôn. Nhưng mà các anh trai một khi mà đã ở cái độ cứng tốt nhá, cái thời khỏe thì dập tốc độ thật sự luôn, dập nhanh, dập mạnh, dập tốc độ cực kỳ khỏe luôn, đúng không? Rồi đấy, nói chung là còn trẻ, vừa cứng này, vừa khỏe, còn vừa dai, đúng là hết hồn thật. Đấy, bây giờ thì ở cái tuổi này việc gì tôi cũng dám, nhưng mà một đêm ba nháy là tôi chịu. Đó, nhưng nhiều khi các anh trai cứ bảo là anh làm nào để cho anh kiểu một đêm có thể yêu nhiều nháy, nhiều lần ấy. Mà nó vẫn phải cứng cơ. Mà nó vẫn phải cứng, mà đấy, quan một trọng đêm gọi là cứng nhưng mà cái cảm xúc yêu ấy nó vẫn phải nguyên vẹn. Nó vẫn phải ngọt. Nó phải nguyên vẹn, nó vẫn phải còn cái hưng phấn. Nó phải có hưng phấn. Ôi, các anh nhiều khi tham lam lắm. Nhưng mà tham lam thì cũng có cớ của tham lam đúng không? Tham lam cái điều mà ai người ta cũng muốn. Đấy, thế mình lại cứ khuyên anh là thôi tốt nhất là dùng viên kẹo đuổi gió. Đúng không? Em có công nhận là khi mà dùng kẹo đuổi gió là tự dưng là cái đấy nó cứng hơn không? Đúng. Đần đẫn. Không, chị thì chị hay dùng cái từ là mập mạp và múp míp. Trời ơi, cầm mà nó cứ múp. Trời ơi, xong rồi lúc mà mình kèn sáo xong mình kiểu nó to quá xong mình kiểu sao, bởi vì là nó hơi bị đau họng đấy. Kiểu gọi là như nào nhỉ? Kiểu bị quay mồm ra. Mồm ra. Chóe mồm ấy. Chóe mồm ra. Nhưng mà cứng cầm nó cũng sướng. Kèn sáo nó cũng thích. Mà lúc cho vào dập là nó cũng phê. Đúng không? Nên là các anh trai nào mà chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác đấy, tốt nhất làm viên kẹo đuổi gió. Đúng không? Làm viên kẹo đuổi gió để thấy được là chị em phụ nữ chóe trời ơi. Nó đần đẫn, nó mũ mịn, nó múp mít, nó ngọt. Trời ơi, cái quan trọng nó ngọt, nó sướng. Đấy anh em ạ, anh em nào mà đang muốn gọi là một đêm làm nhiều lần không mệt, mà anh bạn nhỏ của mình nó múp míp này, nó cứng, nó khỏe, nó to, nó dài, mà cái cảm xúc của hiệp 2, hiệp 3 nó vẫn nguyên vẹn như hiệp đầu, gọi là lâu lâu cho chị em gọi là kiểu bị quay mồm ra một lần ý, thì anh em nên trải nghiệm thử cái viên kẹo đổi gió. Dùng trước của yêu 30 phút thôi, nói chung là cảm xúc nó dâng trào lắm. Anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì inbox cho Lý nhá.